Chào anh em, cách đây khoảng 3 tuần thì mình có làm một video đăng trên kênh hướng dẫn anh em cách kiếm tiền miễn phí trên sự kiện app Vietlott. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách rút tiền ở trên cái ứng dụng này nha. Trong video trước mình có hướng dẫn khá là chi tiết về cái sự kiện này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách rút tiền thôi. Đây, trong tài khoản của mình đang có là 450k nhá. Để rút tiền thì chúng ta bấm vào chữ là rút tiền này. Số tiền cần rút tối thiểu là 100.000 nha anh em. Ví dụ mình sẽ rút 450.000. Và mình đã thêm một cái tài khoản ngân hàng vô rồi, mình sẽ chọn luôn. Còn nếu như ai lần đầu rút, đương nhiên anh em phải thêm một cái ngân hàng vô đúng không? Bấm rút tiền này. Và nó sẽ bị tính phí nha anh em. Đây, phí rút tiền sẽ là 2.200 đồng. Mình sẽ nhận được là 447.800 đồng nha. Sau đó bấm chữ xác nhận. Nó yêu cầu mình nhập cái mật khẩu để rút tiền, để xác minh mình chính là chủ nhân của cái tài khoản này ha. Nhập xong bấm chữ xác nhận này. Điền mã số nhận được qua số điện thoại, nó sẽ gửi một cái mã code về cho mình nha, nhập vô là được. Yêu cầu rút tiền thành công, hệ thống đang xử lý yêu cầu rút tiền của quý khách. Quý khách sẽ nhận được kết quả xử lý yêu cầu trong vòng 48 giờ. Xin cảm ơn. Rồi mình sẽ đợi ha. Đợi xem khoảng bao lâu tiền nó sẽ về, bấm xem lịch sử nạp rút tiền này. Đây, nó báo là đang xử lý ha. Giới thiệu một người sẽ nhận được là 50.000. Với điều kiện cái người đó phải mua một cái vé Vietlott ở trên cái ứng dụng này nha. Một vé thì khoảng 10k thôi anh em. Mình rút tiền vào 8 giờ 23 phút ngày 26 tháng 5 để xem khoảng bao lâu nó về nha. A few moments later. Sau vài tiếng thôi thì tiền nó đã về ngân hàng rồi nha anh em. Đây, cộng 447.000. Đây là kênh LVT, chuyên review và hướng dẫn anh em các kèo cũng như là thủ thuật kiếm tiền online. Anh em có thể là tìm kiếm những video mình từng làm trên kênh, hoặc là anh em cũng có thể tìm trên YouTube. Nếu như kèo đó mình từng review rồi thì nó sẽ có nha anh em.